mà trồng ra cái quả nó sẽ to như này nhá. Đây là những cái quả còn bình thường, còn những cái quả to là nó còn 6-7 quả một cân ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cái giống Thái này, giống táo Thái Lan này thì vui lòng alo nhá. Táo Thái quả to nhá bạn nhá. Đấy, bạn đã nhìn thấy cái quả mà tầm gọi là loại 2 của nó rồi đấy. Cái quả mà loại 1 đi ạ, là Tết mà bán ý, thì là 1 cân là 6 đến 7 quả một cân ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua táo Thái hàng ghép loại quả rất là to như bạn nhìn thấy trên màn hình thì vui lòng alo ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nha. Vận chuyển toàn quốc đảm bảo ạ.